không tìm được chị hai. Nhưng nếu nấy tìm được thì không biết chị còn giận mình hay không. Ngày mai chị có cần ra chỗ vẽ tranh hôm trước không? Không. Vậy thì thôi vậy. Em đi về phòng mình đi. Dạ. Huệ Minh, anh bảo là của chị, là của mình chị thôi. Em đừng bao giờ có suy nghĩ là anh ấy sẽ thích em. Không có, không có. Em không bao giờ có những suy nghĩ như vậy đâu. Vậy thì tốt. Chào cô. Tôi chờ cô lâu lắm rồi. Anh đến tìm chị Huệ Lan hả? À không, tôi tới đây chỉ gặp cô. Tôi muốn gửi lời cô cái này. Tôi cảm ơn anh. Lần trước tôi còn mắc nợ anh chuyện tôi bị cướp túi xách. Có gì đâu mà cô gọi là mắc nợ. Tôi còn chưa biết trả ơn anh như thế nào. Cô đừng nhắc chuyện ơn nghĩa ở đây. Nếu như người khác thì tôi cũng làm như vậy mà. Anh tốt quá. Anh bảo là của chị, là của mình chị thôi. Em đừng bao giờ có suy nghĩ là anh ấy sẽ thích em. Dạ, để em vào đó chị Huệ Lan ra gặp anh nha. Chị ấy biết anh đến, chắc chị ấy vui lắm. Đừng. Tôi tới đây chỉ tìm cô thôi. Tôi với cô Lan chỉ quen biết thông thường. Cô ấy đến phòng tranh của tôi với một người bạn, rồi nhờ tôi vẽ chân dung. Chỉ vậy thôi, không hơn. Anh là sinh viên trường mỹ thuật hả? Không, tôi ra trường rồi. Tôi đang mở một phòng tranh. Vậy chắc phòng tranh của anh đắt khách lắm. Một số họa sĩ chỉ vẽ theo yêu cầu của khách, còn tôi thì vẽ theo cảm hứng. Có lẽ vì vậy mà tôi không đắt khách như cô nói đâu. Nhưng mà chị hai của tôi thì rất thích tranh anh vẽ. Tôi thấy chị ấy cứ cầm tập tranh của anh mà ngắm hoài à. Không phải đâu. Có thể vì một lý do khác. Lý do khác nữa? Cô ấy rất thích bức chân dung của mình. Có những người họ rất yêu bản thân của họ, và họ nghĩ những gì mình làm là đúng. Cô Huệ Lan có thể thích bức tranh của mình, chứ không thích họa sĩ vẽ tranh đâu. Biết đâu suy nghĩ của anh là sai thì sao? Cô có thể cho phép tôi vẽ chân dung của cô được không? Không không, tôi nghĩ là không cần đâu. Nếu tôi nói tôi đã vẽ rồi thì sao? Xin lỗi cô, tại vì hình ảnh của cô đã in đậm trong đầu của tôi ngay từ ngày đầu gặp gỡ. Tôi có thể vẽ cô mà không cần nhìn thấy người. Em ước gì em chưa từng gặp mình, nhưng em không bao giờ hối tiếc gì điều đó. Cảm ơn nha. Mẹ Mai, cha đi hái thuốc ở xa, về cũng muộn à nghe. Hai đứa ở nhà cứ tự nấu cơm ăn đi. Còn nếu không á, qua nhờ dì Năm. Con mừng được mà, đâu cần nhờ dì Năm. Được thì tốt. Chú ơi, ngày mai chú cho con theo chú hái thuốc đi. Đường xa lắm, con đi làm chi, ở nhà với Quyền đi.
với lại có biết cây thuốc, với cây cỏ nó ra làm sao đâu mà đòi đi hái. Con biết thì học, chú chỉ con đi, con học nhanh lắm. Vậy con có thích nghề thuốc không? Ừ. Nếu như con thích thì đi theo chú, chú sẽ truyền nghề cho. Được rồi, mai muốn đi thì đi. Dạ. Ừ, ăn cơm đi. Ủa, cô Uyển Minh sao rồi con? Hồi nãy con đi ngang phòng cô ấy, thấy cô ấy còn ngủ. Chắc là cô ấy mệt lắm luôn hết cha. Ừ, thôi, cứ để cho cô ấy nghỉ. Cha đi chắc chiều tối mới về. Dạ. Ở nhà có chuyện gì nhớ qua nhờ dì Năm nha. Dạ, con biết rồi. Mà sao, cháu lúc nào cũng nhắc tới dì Năm vậy? Cái con nhỏ này. Ủa, thằng Bình đâu rồi cha? Nó không đi với cha hả? Cha cũng quên nữa. Chắc nó còn ngủ á. Thôi, để nó ngủ đi. Cha đi một mình cũng được. Dạ. Chú. Ủa, con chuẩn bị sẵn hết rồi hả? Dạ, con dậy từ sớm nấu nước vợ vô bền. Con còn bơm bánh xe cho chú ba nữa. Còn giỏi vậy sao? Dạ, vậy mình đi nha chú ba. Ừ, đi nha. Dạ. Sao hôm nay mình phải đi hái thuốc? Mỗi khi con thấy chú ba thường hay mua thuốc lắm mà. Ờ, chợ lớn thuốc gì cũng có, nhưng có nhiều loại cũng mắc tiền lắm. Nếu mình mua ở đó hết á thì bà con mình không có tiền mua nổi. Mình đi hái mấy cây thuốc nam vậy á, chữa bệnh cũng tốt lắm mà lại rẻ tiền nữa. Nếu có tiền thì thứ gì cũng có, đúng không chú ba? À, vậy kiếm tiền có khó không chú? Dĩ nhiên là khó rồi, nhưng nếu con học giỏi thì sau này đi làm đốc tờ bác giật thì sẽ tốt hơn. Vậy con muốn đi học được không? Được chứ. Để khi nào má con khỏe, chú sẽ bàn với má con để cho con đi học. Dạ. Cô ơi, cô về ăn cháo đi cô. Cô cảm ơn con. Dạ. Hôm nay không có dì Năm, ai nấu cháo cho mình vậy con? Là con không á, không phải dì Năm. Bé Quyền nấu. Hôm nay bé Quyền nấu cháo ngon lắm. Vậy là cô hết bệnh rồi đó. Cha con nói khi cô ăn ngon có nghĩa là cô hết bệnh. Bé Quyền vừa thông minh, vừa giỏi giang như vậy nè. Sau này, có nhiều người thương con lắm. Ăn đi con, để có sức để hái thuốc. Cái con nhỏ này
đã dặn rồi. Muốn làm cơm nhắn thì phải nấu nhão chút. Nó nấu vừa ta như vậy thì lúc dắt cơm lại quá khô. Con thấy ngon mà. Chỉ có mình con là khen con Quyền nấu ngon thôi. Thôi mình đi hái thuốc đi, nếu không là trễ đó. Dạ. Con có nhớ mấy loại thuốc chú Ba dặn chưa? Dạ con nhớ hết rồi. Ừ, giỏi. Vậy chú cháu mình bắt đầu nha. Dạ. Coi ai hái giỏi hơn. Dạ. Ừ. Chú Ba, nếu con hái được nhiều hơn thì chú Ba đừng kêu con đến nhà gì nha. Chú Ba hứa đi. Thôi được rồi, lo hái thuốc trước đi nha. Dạ. Vậy cô Ba ở đây đi, đừng đi đâu nữa. Không có được, sau này cô phải đến ở nhà bà con. Bà con của cô là cái bà gì gì đó hả? Huệ Lan là chị của cô. Khi nào mà cha của con tìm được nhà chị ấy thì cô sẽ đi. Ừ, cha con tìm được cổ rồi, nhưng bà ấy đâu có muốn nhận cô đâu. Con nói sao? Chết. Cha con tìm được nhà chị ấy rồi, nhưng mà chị ấy nói là không muốn nhận lại cô hả? Dạ không có, không có, không có. Con không nói gì hết á. Bé Quyền, cô hỏi nè, con có thương cô không? Vậy sao con không nói sự thiệt với cô? Nếu con không cho con nói. Cô chỉ muốn biết sự thiệt thôi, cô không có nói lại với cha con đâu. Có phải cha con đã tìm được chị hai cô rồi, chị ấy không có muốn cô với thằng Bình đến đó không? Bà không nói như vậy, nhưng ra bộ bà không ưng cô đến đó nên cha con mới nói là không tìm ra được. Chú Ba, con hái được nhiều hơn chú Ba đó. Giỏi. Vậy là chú Ba phải giữ lời hứa với con nha. Chú biết rồi. Thôi mình về, kẻo con Quyền với má con Trong á. Chú Ba. Ây da. Chú Ba, chú Ba ơi, chú bị làm sao vậy chú Ba? Chú bị rắn cắn rồi con ơi. Rắn cắn. Ây là, để con hút độc cho chú nha. Nguy hiểm lắm. Con lấy cọng dây trong vỏ đệm cho chú. Dù không phải rắn độc nhưng cũng phải tới nhà thương liền. Về đây. Bình à con? Tôi đây chứ thằng Bình nào. Còn thằng Bình đâu? Tôi kêu nó về nhà nghỉ rồi. Đây là đâu? Là nhà thương chứ đâu. Lúc anh bị rắn cắn á, anh biết không, thằng Bình nó chạy cả cây số mới tìm được người giúp đỡ đưa anh vô đây, nếu không á là anh bỏ mạng rồi. Tội nghiệp thằng nhỏ quá. Ừ,
Công nhận anh thương nó, mà nó cũng thương anh nữa. Chắc kiếp trước á, anh với nó là hai cha con á. Chứ đâu thương nhau dữ vậy. Có thằng con như nó cũng thấy thương. Thương nó, chứ đừng thương má nó nha. Ủa, chị nói gì vậy chị Năm? Đâu có, tôi đâu nói gì đâu. Hay là sao? Hay là anh đừng có đưa má nó về bà dì của nó nha. Anh cứ để má con nó ở đây, thêm chén thêm đũa thôi, chứ có tốn kém gì đâu. Tôi đâu có ngại tốn kém, nhưng ngặt nổi để cô ấy ở đây không có được. Anh nói tôi nghe lạ quá. Nếu anh không muốn thì ai ép được. Nói gì thì nói, tôi cũng phải đưa nó về với dì của nó. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, nó về với dì của nó thì sẽ được ăn học tử tế. Chứ lại chị cũng thấy mà, tôi với cổ ở chung một nhà đâu có tiện. Thằng mày, em muốn đi theo hắn thiệt sao? Em không thể nào đi theo hắn được, vì hắn là một kẻ không chung thủy. Rồi hắn cũng sẽ bỏ rơi em như đã bỏ rơi chị. Anh Bảo nói là thương em thật lòng. Em có biết là hắn cũng đã từng nói những câu như vậy với chị không? Anh ấy nói anh chỉ coi chị như bạn thôi. Không có. Nếu coi chị như người bạn Thì hắn đã không vẽ hình chị. Chẳng lẽ em với nó đã... Em có biết là em ngu ngốc lắm không? Tại sao không biết giữ mình như vậy? Em và anh Bảo thương nhau thật lòng. Em nghĩ trước sau gì em và anh cũng là vợ chồng. Em đã hư hỏng như vậy thì cũng không thể ở đây được. Cha còn mặt mũi nào để nhìn mọi người? Em đi đi. Em đi với hắn đi. Nhưng nhớ một điều, đã đi thì đừng bao giờ quay lại. Đừng bao giờ nhờ chị giúp đỡ dù chỉ là một xu. Em nhờ chị chăm sóc cho cha. Đương nhiên rồi, chị là con gái của cha, chị phải chăm sóc cho cha chứ. Cha chỉ có hai đứa con gái, một đứa đã bỏ đi. Em muốn chị cũng bất hiếu như em sao? Cha. Dì Năm đi đâu rồi con? Dạ, dì Năm nói dì Năm về coi thợ sửa nhà mừng tới đâu. Còn Tân Bình, nó chạy đi đâu
con không biết. Cha vô sắc thuốc cho cô ba uống. Con ở trên này đừng có làm ồn, để cổ nghỉ ngơi nha. Tôi mang thuốc vô được không con? Anh ba cứ vô đi. Cô còn mệt, cô cứ nằm nghỉ đi. Cô làm gì vậy? Nếu như mà anh ba không nhận lời tôi thì tôi sẽ không đứng lên đâu. Cô cứ ngồi đàng hoàng đi, có chuyện gì thì từ từ nói cũng được mà. Anh ba, anh đưa tôi tới nhà chị hai tôi được không? Thì ra cô đã biết hết mọi chuyện rồi sao? Nhưng tôi cảm thấy bà ấy chưa sẵn sàng đón cô. Tôi biết chứ, nhưng mà tôi đâu thể nào ở lại đây làm phiền anh ba hơn nữa chứ. Tôi có thấy phiền gì đâu. Ở đây thỉnh thoảng cũng có người ở xa đến bốc thuốc rồi nghỉ lại vài hôm. Nhưng mà tôi không có ở nhà anh ba dạy hôm, mà tôi cũng không có tiền trả cho anh ba nữa. Chị hai tôi tuy có khó thánh thiệt, nhưng mà chị ấy cũng rất thương tôi. Chị em máu mủ mà. Sau này tôi làm ăn khấm khá hơn, tôi sẽ quay lại đây để đền ơn anh ba. Hay cô để thằng Bình về đó trước, rồi cô đợi khỏe hẳn rồi hả đi? Không có được. Tôi không thể nào rời bỏ thằng Bình trong lúc này. Thằng Bình, nó là một đứa trẻ tội nghiệp. Tôi đã không có gì để lại cho nó rồi, chỉ còn một chút lòng tự trọng này thôi. Tôi mong anh hiểu cho. Thôi được rồi, cô đã nói vậy thì tôi sẽ đưa cô đi. Còn bây giờ cô uống chén thuốc đã. Cảm ơn anh ba. Chú không có muốn, nhưng má con muốn như vậy. Nhưng con không muốn đến đó. Chú đừng đưa má con đi. Chú hứa với con đi. Không được đâu con. Chú hứa đi. Chú hứa đi. Con không hiểu đâu. Má con ở đây có điều bất tiện, chú cũng không muốn như vậy. Nhưng chú không thể làm khác hơn. Bình à, chú rất khó. Chú là người xấu. Con sẽ không tin chú nữa, không bao giờ tin ai nữa. Con ghét chú, con ghét chú suốt đời. Bình,
Cha, cha ngồi dậy uống thuốc đi cha. Cha không chịu đi nhà thương, không chịu đi đốc tờ cây toa. Bây giờ con cũng không biết phải làm sao. Quệ Minh đâu? Nó bỏ nhà đi rồi. Bộ cha không nhớ nó đã đi cùng tên khốn đó sao? Mà cha cũng nói là không muốn nhìn mặt nó nữa. Gì vậy cha? Lấy cái hộp cho cha. Lấy cái gì cha? Ngăn kéo hộp gỗ. Nè cha, con giao cho Quệ Minh. Sao cha nói từ mặt đó rồi? Cha sẽ không để lại cái gì cho nó hết. Dù sao nó cũng là con gái của cha phải không? Vậy sao lúc nó nói nó muốn lấy bảo, cha không đồng ý? Rồi lúc tụi nó đi, cha không giữ lại. Giờ cha nghĩ lại rồi hả? Con cả đời ở vậy với cha, nhưng trong lòng cha, chỉ có nó là con gái của cha tôi phải không? Cha, 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 cha đừng làm con sợ. Con nói vậy thôi chứ con, chứ con không có ganh tị gì với em Huệ Minh hết. Hễ mà nó về là con sẽ giao lại cái hộp này cho nó liền. Chị ơi, cha, cha có nghe con nói gì không cha? Cha, cha, cha. Dạ, em mời chị ngồi. Chị mà ngồi loại ghế như thế này sao? Mà thôi, chị đến đây nói lẹ rồi đi. Chị không thể ở chỗ này lâu được. Cha có khỏe không chị?
Cha mất rồi. Cha mất nửa năm rồi. Em thì bật vô âm tính. Muốn báo cho em cũng không được. Cha ơi. Em đừng buồn quá như vậy. Cha đi cũng nhanh lắm. Không đau ốm khổ sở gì hết. Chị, mộ của cha ở đâu á chị? Em yên tâm, chị xây mộ cho cha vừa lớn vừa đẹp bên cạnh mộ mẹ. Chị còn thuê người để chăm sóc nữa. Em muốn về thăm cha. Không cần đâu. Nhà cũ của mình chị cũng bán rồi. Chị vô Sài Gòn. Nếu sau này muốn tìm chị thì em cứ đến khu Cầu Bông mà tìm. Trước khi mất, cha có nhắc gì tới em không chị? Không. Chắc cha còn giận nên không nhắc gì tới em hết. Chị đến đây để nói cho em biết. Bây giờ chị phải về. Trời tối rồi. Hay là chị ngủ ở lại đây một đêm, sáng mai rồi hãy đi. Xin lỗi, chị không quen ngủ với chuột, với gián. Ứng nó đi, để tôi vô thư với bà chủ. Dạ bà chủ. Chào dì đi con. Bình. Chào dì. Đã định tới đây ở, sao không mang đồ theo? Dạ, em có mang theo đi. Là cái đống vẽ rách này đó hả? Dạ, má con em đi gấp quá cho nên không mang theo được gì. Nếu thằng con cô nó không hung hăng đánh người thì bây giờ đâu có phải chạy trốn như ăn cướp vậy. Con không có chạy trốn như ăn cướp. Mày im. Bình. Tao chưa nói tới mày. Cô liệu mà dạy con cái cô cho đàng hoàng. Nhà tôi không có chứa cái thứ côn đồ như vậy. Dạ, em sẽ dạy bảo lại cháu. Đi theo tôi. Cô vô dọn chỗ này để mà ở. Dạ. Dọn dẹp xong rồi xuống phụ con Bo đi. Để rồi. Thôi, con đừng buồn nữa. Lo dọn dẹp chỗ này, lấy chỗ má con mình ngủ. Từ sau mình ngủ ở nhà chú Ba Chánh. Ở đó tốt hơn nhiều mà. Nhà chú Ba Chánh tốt thiệt, nhưng mà chú ấy không phải họ hàng của mình. Làm sao mà mình bắt người ta cưu mang má con mình được? Mình có thể ra ngoài kiếm sống được mà. Sau này có tiền thì trả lại. Má cũng mong như vậy lắm. Nhưng mà bây giờ con còn nhỏ quá. Má thì bệnh nhiều. Mình tạm thời ở đây, rồi từ từ mình tính nha con. Thấy không? Bà chủ kêu tôi xuống đây coi hai người sao? Y như rằng
ôm nhau khóc chứ có làm được gì đâu. Sao hai má con mấy người làm biến quá vậy? Biết sắp tới giờ cơm mà ông xuống phụ tôi gì hết trơn vậy? À, dạ dạ, tôi xuống liền. Ờ, ê, một mình cô xuống thôi, để thằng nhỏ lại đây. Ừ, sao vậy? Cái thằng này tay mấy tay chân như vậy, lỡ ăn cắp đồ bà chủ rồi sao? Tôi không có ăn cắp, bà đừng có nói tôi như vậy. Con cứ ở đây đi, khi nào có cơm á thì mới gọi con xuống ăn. Thôi má thương. Còn tôi trong đó. Ừ, thì con cô ở trỏng tôi mới khóa cửa lại nè. Lỡ như á nó tái máy gì, đang cắp đồ bà chủ rồi sao? Con tôi không phải là người như vậy. Chị có biết là nhốt một đứa trẻ trong phòng như vậy là nguy hiểm lắm không? Không, không có gì nguy hiểm hết á. Lo xa quá. Chị mở cửa ra đi, tôi nói nó không ra khỏi phòng là được rồi. Không mở. Chị đưa chìa khóa đi cho tôi. Không. Chị đưa đây. Nè, cô làm cái gì vậy? Từ đây. Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Bà ơi, cổ quánh con. Tại sao cổ quánh mày? Con có biết gì đâu. Con nghe lời bà nhốt thằng nhỏ lại, rồi tự nhiên cổ quánh con. Em không có đánh cô ta, nhưng mà nhốt một đứa trẻ trong phòng như vậy là không được. Ngày trước cha nhốt cô ở trong phòng, nhưng cũng đâu cản được cô đi theo trai. Nếu cô ta không muốn làm thì thôi, mày cứ để cô ở trọng với thằng nhỏ luôn đi. Dạ. Con mời cha ăn cơm. Cha ăn không ngon hả? Cha đang lo cho má con có Huệ Minh. Không biết họ ở đó có đặng không? Nhưng cô nói bả là chị của cổ mà. Đúng là chị em với nhau. Nhưng cha thấy tính tình bà ấy khác với má thằng Bình lắm. Chị sợ. Sợ gì hả cha? Thôi, con nói con cũng không hiểu đâu. Hay cha đi kêu cô ấy quay lại nhà mình đi. Bây giờ cô đã về nhà chị của cổ rồi, đâu phải muốn về đây là về được. Thôi, bữa nào cha đến thăm coi họ sống ra sao. Ừ. Con ăn cơm đi. Dạ. Chỉ có chừng này thôi sao? Ờ, có mình bà chủ ăn thì chừng này là đủ rồi. Thôi, giờ tôi mang lên cho bà chủ đó. Ở đây đợi nha. Ăn cơm đi, tôi đói bụng lắm rồi á. Chị, để tôi kêu thằng Bình lên nha, chắc là đói lắm rồi đó. Hả? Cô không nói chút nữa tôi quên luôn á. Đi xuống gọi nó đi. Cho tôi cái chìa khóa. Ờ. Nè, quên, để tôi lên mở cho chắc ăn. Trong cái nhà này á,
không ai tin ai được hết trơn á. Mày hả? À! Mình, cái thằng quỷ nhỏ này, mày muốn phá nát cái nhà tao mày mới vừa lòng phải không?